Cách số 1 này, chúng ta sẽ giữ đồng thời phím Home và phím Nguồn. Chúng ta giữ đồng thời hai phím. Được chưa? Chúng ta nhấn đồng thời hai phím, phím Home và phím Nguồn. Phím Home thì ngón cái của tay trái, phím Nguồn ngón cái của tay phải. Chúng ta nhấn đồng thời hai phím này, đồng thời phím Home và phím Nguồn. Nhấn đồng thời phím Home và phím Nguồn. Cách số 2 đó là chúng ta vào cái phần thiết bị, và ở đây có dấu ba chấm và thêm. Chúng ta chụp màn hình vào phần thiết bị, dấu ba chấm, chụp màn hình.